Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là bản thân mình sẽ chào tất cả mọi người chứ không là xe máy thanh đoàn chào nữa nhé. Mình rất là cảm ơn tấm chân tình và đặc biệt là lòng tin tưởng của tất cả quý anh chị em, cô dì chú bác cần xa đã tới cửa hàng xe máy thanh đoàn ủng hộ nhá. Và bây giờ thì mình nghĩ là chắc cũng khuya lắm rồi, 9 giờ rồi. Bây giờ mình mới đóng cửa và đi ăn tối. Và bữa cơm thứ hai trong ngày, buổi sáng là chỉ ăn cơm miếng cơm thôi, lót dạ. Rồi là làm đến giờ luôn tại vì lượng khách rất là đông. Thì hôm nay vào cái quán hải sản này mình thấy đẹp thì mình sẽ thử quay view cho mọi người cùng xem nhá. Quán này tên là Hải Sản Phố gần với chợ Gian 2 này mọi người. Nói chung đây là lần đầu tiên vô tại vì quán này cũng mới như là được tầm một tháng gì đấy. Góc khác của cái quán này ngày xưa như là quán cà phê. Thì bây giờ mình vào đây là không biết đồ ăn thế nào nhưng mà mình thấy giá cá rất là ok mọi người ạ. Nhân viên thì cực kỳ xinh đẹp luôn. Ai ở gần chợ Gian 2 thì thử tới một bữa xem. Đấy, xa xa kia là thằng giặc của nhà mình này. Ông cậu đang bế, nghịch quá. Đây, bên này là ông chồng mình. Bên này. Nhân viên rất là xinh luôn ha mọi người ha. Đây, thằng giặc nhà mình. Cũng chưa ăn gì luôn. Hôm nay bà ngoại mệt quá, bà không đi. Mẹ ơi, mẹ uống đi. Rồi con uống miếng đi. Con có mẹ rửa bột rồi. Bà ngoại giờ bà già rồi nên là đôi khi cũng khó nói lắm. Ví dụ mình cũng muốn đi cả nhà cho vui, đôi khi bà buồn, bà mệt bà không đi. Thôi người già chiều đi, giờ đi cũng chả ăn được bao nhiêu, ở nhà mình mua đồ ăn về cho bà. Mình để quay view cho mọi người cùng xem nhé. Nói chung là ở Bình Dương mà những cái, nói chung là không gian thì nó rộng rãi ở thành phố rất là nhiều luôn. Tại vì đất ở Bình Dương nó rộng hơn nhiều, không cảnh rất là đẹp nha mọi người. Cái cần quay của mình bị hóng rồi mọi người ạ. Nên là ngày mai mình tranh thủ mình đi bảo hành, mình quay rõ nét cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì nó hơi mờ. Nói chung là giờ này chắc là nghỉ hết rồi. Với lại quán mới mở nên là rất là thưa khách. Nhưng mà không gian đẹp lắm. Và mình thấy giá cũng rất là ok. Nhưng mà ăn thì chưa biết thế nào. Lát mình thử ăn xem thế nào nhé. Đây. Không gian rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nói chung là thoáng mát. Nói chung quán nhậu nhưng mà yên tĩnh là thứ nhất là do ít khách hay sao. Cũng mới mở mà chắc là người ta chưa biết nhiều. Đây là chồng mình này. Hôm nay ông đuối rồi. Chưa được miếng gì luôn. Sáng được tô bún đến giờ luôn. Vì thế mà mọi người tới mua xe mà cửa hàng xe máy thanh đoàn mà phục vụ chưa được chu đáo thì mọi người cũng đừng buồn nha. Thông cảm cho mình nha. Chứ mọi người đừng nghĩ rằng thấy khách đông rồi là kêu. Không có đâu mọi người ạ. Khách càng đông mình càng tiếp nhiệt tình thôi. Nhưng mà do là sức người cũng có hạn nên là đôi khi trong quá trình mà mình tiếp hoặc là bán xe cho khách mà ví dụ để khách chờ lâu hoặc là có thất thứ gì với khách thì mong khách cũng bỏ qua nhé. Và hãy nhớ luôn chia sẻ và like kênh của mình, đăng ký giúp mình với nhé. Và nếu như mọi người mua xe về mà thấy ok thì hãy giới thiệu cho anh em bạn bè gần xa ủng hộ mình với nhé. Nhìn không gian này. Cái này hồi mới yêu mà được vô mấy không gian này đẹp quá. Hồi đó con nghèo không có tiền mà mọi người. Hồi đó khổ lắm. Làm gì dám vào đây. Hồi đó chỉ là phục vụ thôi nha. Ngày xưa mình cũng làm phục vụ thế này thôi. Và cũng chẳng bao giờ là mơ là có một ngày mình sẽ được vô đây đâu mọi người ạ. Nhưng mà mọi người cứ mơ ước và cố gắng đi. Nói chung là ông trời thì không phụ lòng của mọi người đâu. Cứ hãy cố gắng hết mình đi. Nói chung hiện tại với mình thì chưa phải là giàu hơn ai nhưng mà nói chung so với những cái ngày tháng mà mình đã trải qua đến ngày hôm nay thì mình cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã có. Nên là mình chỉ giới thiệu một thông điệp với mọi người rằng là cứ hãy cố gắng nhá. Cứ vào, cứ hãy mơ ước đi. Cuộc đời mình chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ mua được một chiếc ô tô để đi đâu mọi người ạ. Nhưng mà không ngờ dù là trả góp nhưng mà vẫn có xe để đi rồi. Và tất cả là nhờ công của tất cả mọi người đấy. Mọi người mua xe ủng hộ mình rồi chia sẻ rồi giới thiệu bạn bè thì mới có được ngày hôm nay. Đây này, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là hôm nay làm thì rất là mệt nhưng mà tới quán này thì cảm giác rất là bình yên và thoải mái luôn. Hy vọng lát ăn thì sẽ được ngon, ngon miệng ha. Ngày mai có rất nhiều xe về luôn. Mình sẽ cố gắng dành thời gian để quay thật nhiều xe cho mọi người cùng xem nhá. Mọi người nhớ theo dõi mình nhá. Hôm nay mình có quay vài chiếc nhưng mà chắc mờ lắm. Đây này.
không gian rất là đẹp luôn. Hình như có đồ ăn tới đây này, không biết là món gì đây. Nghêu lắm. Cái này nghêu to 1 kg 300 mấy ngàn mọi người. Chừng này là chừng 350 ngàn, mà chừng này là thành bao nhiêu anh? Rồi đắt quá nhỉ. Câu câu uống đi, câu ăn đi. Bây giờ mời mọi người dùng với mình nhá. Mình sẽ xin dừng clip ở đây. Hôm nay không có quay xe, chỉ là vô tình đi thấy không gian nhà hàng đẹp quá nên là giới thiệu cho mọi người cùng xem nhá. Và mọi người nhớ luôn like và chia sẻ kênh của mình thật nhiều nha. Đấy, chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui nhá. Ngày mai mình sẽ cố gắng dậy sớm và quay thật nhiều xe. Thế anh chị em bạn bè nào mà chưa có xe đi Tết thì tới cửa hàng mình ủng hộ nhá.